Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hoàn thành xong cho các em ở cái bài số 3, đúng không nào? Thì trong clip hôm nay, thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài số 4, các tập hợp số, đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1, các tập hợp số đã được học nhé. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi sang phần 1, các tập hợp số đã học. Như vậy thì ở trong cái chương trình toán học từ, nói chung là ở chương trình phổ thông á, là nó được tính từ là từ lớp 6. Như vậy ở lớp 6 chúng ta được học những tập hợp số đó nè. Chúng ta tiến hành trả lời cái hoạt động này nhá. Vị biểu đồ minh họa quan hệ bao hàm của các tập hợp số đã học. Như vậy thì chúng ta được học những cái tập hợp số đó nè. Đầu tiên á, chúng ta được học là tập hợp số gì? Tập hợp số tự nhiên, đúng không nào? Nghĩa là từ 0, 1, 2, 3, 4 gì đó, đúng nào? Tiếp đến là ví dụ ở đây là tập hợp số tự nhiên n như này đây. Tiếp đến là nói chung là n sao á, thì nó là tập hợp số tự nhiên khác không? Hả nào? Tiếp đến là chúng ta học đến là tập hợp cái số nguyên z, nghĩa là bao gồm số âm, số 0 và số dương z, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta được học đó chính là lên lớp 7. Đây là chúng ta học ở lớp 6 này. Lên lớp 7 chúng ta sẽ được học đó chính là gì? Số gì? Số hiệu tỉ. Số hiệu tỉ quy, đúng không nào? Số hiệu tỉ quy có dạng là A phần B. Đó là. Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ học cái tập gì? Tập số thực. Tập số thực đó chính là R. Đó. Các em đã hiểu chưa nào? Chúng ta vì cái biểu đồ minh họa như vậy. Như vậy thì tập hợp số tự nhiên này, số nguyên này, tập hợp số hiệu tỉ này, số thực này. Đó, ok. Thì cái này chúng ta được học ở chương trình trung học cơ sở rồi, chứ không phải lên chương trình phổ thông chúng ta mới học nữa. Và thầy cũng nói lại là cái chương trình toán học thì nó liên kết logic giữa các cái cấp học rất là nhiều, chứ không phải là lên trên cấp 3 thì nó khác hoàn toàn so với cấp 2 thì không phải đâu. Chúng ta cũng học lại những điều học nâng cao hơn thôi, được chưa? Thì cũng tương tự như vậy, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ đi lần lượt các cái tập hợp mà chúng ta thực sự là đã được học rồi. Một tập hợp các số tự nhiên n thì nó bao gồm ở đây là n với là n sao. Như vậy thì cái phần này chúng ta ghi phần này vào trong vở nhé, một nhỏ và ghi cái này vào trong vở. Tập hợp n thì nó có gì? Từ nếu mà nói về phần tử thì bắt đầu từ phần tử 0 này, 1, 2, 3, vân vân. Còn n sao nghĩa là cũng là tập hợp cái số tự nhiên nhưng mà khác không? Nghĩa là chúng ta xuất phát là từ số 1, 2, 3, được chưa nào? Cái này được học rồi. Tiếp theo chúng ta đi sang phần 2. Phần 2 đó chính là tập hợp các số nguyên z. Như vậy thì ở đây cái số nguyên là nó bao gồm cái số nguyên âm, số 0 với lại là số dương. Đó nè. Đó thì ở đây chúng ta cũng sẽ ghi cái phần này vô nhá. Gạ cái phần này. Đó. Ok. Bao gồm một số nguyên âm cũng như là các số tự nhiên. Đó. Được chưa? Rồi, phần này thầy mang tính chất giới thiệu thôi chứ không chẳng thấy gì gọi là giảng sâu hay là chỉ về phần bài tập cả các em, tại vì phần này các em được học ở lớp dưới rồi. Tiếp theo đó chính là tập hợp các số hiệu tỉ quy. Thì ở đây số hiệu tỉ quy thì nó mà biểu diễn dưới dạng là giống như hồi nãy thầy giới thiệu là dưới dạng phân số A phần B. Đó là, trong đó A với B này là thuộc tập hợp số nguyên, và đặc biệt cái số B nghĩa là mẫu. Đây gọi là tử, B này gọi là mẫu. Thì nó sẽ khác không? Nếu bằng không thì nó sẽ không có nghĩa. Các em hiểu nào? Đó. Như vậy phần này các em ghi vô thầy như thế này nhé. Ok. Chúng ta ghi cái phần 3 này một số ý để chúng ta nắm nhé. Như vậy thì số biểu diễn tập hợp siêu tỉ đó là số biểu diễn dưới dạng A phần B, trong đó là A, B ta là thuộc Z và B này phải khác số mấy? Số 0. Cái này thì thực chất bạn nào cũng biết chứ không phải là chúng ta không biết, được chưa nào? Bản thân trong quá trình học lớp 7 thầy đã giới thiệu rồi. Ok. Đó. Và đặc biệt chúng ta còn nhớ cái tính chất của tỉ số bằng nhau. Thì hai cái phân số A phần B và C phần D biểu diễn cùng một số hiệu tỉ khi và tỉ phi,
chúng ta nhớ cái đường chéo nè, a nhân d thì bằng b nhân c. Đó nào. Như vậy thì ở đây chúng ta có nếu a phần b bằng c phần d thì ở lớp 7 ta học như thế này thì a nhân d sẽ bằng b nhân c, được chưa nào? Đó, và đồng thời cái số hữu tỉ cũng còn được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn. Các em nhớ thế nào là số thập phân hữu hạn nào? Hữu hạn nghĩa là gần như là phép chia hết. Các em hiểu không? Hữu hạn nghĩa là số thập phân chia hết. Thì lấy ví dụ như là 3 chia 2 đi. 3 chia 2 thì bằng 1,5 thì đây chính là hữu hạn. Còn hoặc là vô hạn tuần hoàn. Tuần hoàn nghĩa là theo chu kỳ. Theo chu kỳ. Thì lấy ví dụ nha. Bây giờ số thập phân hữu hạn này hữu hạn nghĩa là có giới hạn, nghĩa là chia hết. Thì lấy ví dụ như là 3/2 đi thì chúng ta có thể viết trở thành là 1,5. Các em hiểu nào? Còn số thập phân vô hạn tuần hoàn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, tuần hoàn nghĩa là nó theo chu kỳ, đúng không nào? Thì lấy ví dụ như là 1/3 đi thì cái này nó bằng 0,333333 ha, thì nghĩa là nó là không phải chu kỳ mấy, em chu kỳ 3, thì chu kỳ này chúng ta bỏ trong cái ngoặc. Như vậy thì tới đây thì các em đã nhớ lại cái phần số hữu tỉ thế nào, rất là dễ hiểu. Như vậy thì ở đây các em thấy nó liên quan tới lớp dưới rất là nhiều, có đúng chưa? Ok, chúng ta đi sang phần tiếp theo nhé. Hồi nãy giờ chưa có cái gì gọi là của phổ thông đâu các em. Một xíu nữa nha, một chút xíu nữa đây. Như vậy bây giờ chúng ta sang phần 4, đó chính là tập hợp các số thực R. Như vậy theo em thì tập số thực thì gồm có những cái phần tử nào nè. Bạn nào biết không? Các em nhớ lại ở cái chương trình cùng lớp 7. Lớp 7 thì chúng ta được học cái tập số thực này, nó bao gồm những cái phần tử nào. Đó chính là chữ gì? Chữ quy với là chữ y, y ngắn đó các em. Thì đó chính là số hữu tỉ và số vô tỉ. Vô tỉ đó chính là cái số số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Không tuần hoàn gọi là số vô tỉ, được ký hiệu là chữ y. Các em còn nhớ nè. Như vậy thì ở đây các em viết giùm thầy là gì? Gà là dòng thứ nhất, các em ghi giùm thầy là tập hợp các số thực bao gồm các số hiệu tỉ và các số vô tỉ. Đó, được chưa nào? Chúng ta phải nắm được cái này trước nhờ giúp thầy nha. Còn cái trục số thì ở đây ví dụ trước, ví dụ như cái số alpha bất kỳ nào đó thì nó là 0,101101. Rồi đây nếu như mà lặp lại 101 nữa thì theo chu kỳ, nhưng mà đây trở thành là 110 ha, thì chữ số 1 với số 0 tăng dần là một số vô tỉ. Hay là ví dụ như ta bấm căn bậc 2 đi thì nó bằng là 1,41 gì đó, thì nó không phải lặp lại theo tính chu kỳ thì nó chính là số vô tỉ, được chưa? Cái tiếp tục cái tập hợp các số thực gồm các số hữu tỉ thì nãy chúng ta ghi rồi, và mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số. Ví dụ đây, tất cả đây đều gọi là số thực các em. Như vậy căn 2 của 2 ở đây muốn biểu diễn được thì chúng ta phải vẽ cái gì em? Vẽ cái cung tròn nha, vẽ cung tròn đó. Còn ở đây 3/2 chúng ta biểu diễn, thầy đã hướng dẫn rồi. Các em còn nhớ nè, 3/2 nghĩa là 1,5 thì nó sẽ chia, nó sẽ bằng 1,5 thì nó nằm trong khoảng 1 và 2. Và ở đây mỗi cái ô chúng ta chia thành 2 đơn vị, nhưng ở đây chúng ta lấy từ 3 đơn vị. Nên này, đây là gì? 0,5 này, nghĩa là 1/2 này, 2/2 này, 3/2 này, 4/2 này. Thì cái việc chia và biểu diễn cái tập số thực này, nếu bạn nào chưa nắm vững thì các em vào chương trình lớp 7, chúng ta sẽ xem lại clip của thầy ở trên đó. Vậy thôi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần gọi là của chương trình phổ thông, nó mới với các em, đó chính là cái phần 2 nhé.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2 La Mã, các tập hợp con thường dùng của R. Như vậy thì cái phần này mới gọi là cái phần nó mở rộng hơn ở chương trình phổ thông, nên chúng ta vẫn cần hết sức lưu ý. Và tại vì cái phần này là cái phần cực kỳ cơ bản, thì nó cực kỳ cơ bản của cái toán 10, 11 và 12 nhá. Tại vì khi chúng ta biểu diễn tập nghiệm hay là bất kỳ gì đó thì chúng ta đều phải sử dụng lại cái phần này. Các em hiểu ý thầy nói đúng không nào? Như vậy thì chúng ta ở đây á, thầy chủ yếu là sẽ mang tính chất là giới thiệu, chỉ ra những cái khác và để cho chúng ta hiểu. Đặc biệt bây giờ chúng ta sẽ nắm cái ký hiệu trước nha. Đây này, nhìn đây nè. Các em lên chương trình phổ thông này thì thấy lạ những cái ký hiệu này. Thầy sẽ giúp cho các em khi thấy được và là trong quá trình làm bài tập chúng ta sẽ nhận biết được nha. Đây các em thấy này. ABD thì dạng tổng quát giới hạn của nó thầy không nói rồi. Tí thầy sẽ nói tới dấu ngoặc, đen ngoặc tròn này, đen ngoặc vuông này để chúng ta nhận biết. Ở đây các em thấy là thấy ký hiệu này không? Thấy ký hiệu này không? Kể một chuyện vui cho các em hiểu nhanh thôi, còn vài giây cho các em hiểu thôi. Khi mà đi thi lớp tài chức này nọ các em, đây mấy ông thời xưa khi vào thi thì đâu có học đâu mà biết các em. Đưa cái bài chép thì bảo à quá, mấy ông đây làm nhầm hay sao mà cái số 8 cho nằm hết xuống này. Thế là lại dựng ngược cái đầu số 8 và như thế này các em. Bảo đây là đáng lẽ ghi như này thì nó mới đúng. Nhưng mà mấy ông thi tại chức thì ổng nói chung là cái trình độ rất là thấp. Bảo đây là số 8 dựng ngược, chắc mấy ông đây làm bị nhầm à. Thế là lại dựng đầu lên hết như thế này. Thế là rớt. Đó. Đây gọi là một hành động rất ngu người. Đấy. Rồi. Thôi đùa thôi nha các em nha. Rồi, ok. Nhưng mà chúng ta cũng đừng tránh cái việc mà sai nhá. Ký hiệu này. Ký hiệu ở đây chúng ta thấy có ký hiệu đầu tiên mà chúng ta rất là hay gặp ở trong toán học phổ thông. Đây đọc chúng ta là gì? Đọc là âm vô cực nha. Đọc là âm vô cực. Âm vô cực hoặc là âm vô cùng cũng được. Hoặc là âm vô cùng. Đó. Chúng ta hiểu là nó theo chiều âm ở phía bên đây này, phía từ số 0 và phía bên đây gọi là về mãi mãi vô cực mà. Đó nè. Ở đây dương thì ngược lại. Thì ở đây đọc là gì? Đọc là dương vô cực. Đó, dương vô cực hoặc là gì? Dương vô cùng. Các em hiểu nè. Đó, bây giờ xét tới nếu như á mà cái dấu ngoặc tròn này nè. Các em thấy cái dấu ngoặc tròn thì nó sẽ biểu thị không có dấu bằng ở đây. Nhưng mà ở đây cái dấu ngoặc vuông này thì nó lại có dấu bằng ở đây. Các em để ý nè. Đây ngọt vuông thì sẽ có dấu bằng ở đây, mà đây ngọt tròn thì không có dấu bằng ở đây. Các em thấy chưa? Đó. Đã chưa nào? Còn ký hiệu này thì bắt buộc phải ghi vào, còn cái chỗ đó thì thầy sẽ chỉ để chúng ta để ý thôi nha. Rồi chúng ta tất cả nhìn đến đây để mà thầy hướng dẫn ở trên cái một loạt cái khoảng. Ví dụ ở đây là cái khoảng AB. AB nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta chỉ lấy giới hạn từ A tới B, còn cái phần còn lại ở hai bên, ở hai bên là chúng ta bỏ. Như vậy ở đây cái ngoặc đây là ngoặc tròn, nghĩa là nó thể hiện là cái x thuộc R và x này nó thuộc nằm trong khoảng là lớn hơn A và nhỏ hơn B. Như vậy x lớn hơn A, nhỏ hơn B thì chúng ta sẽ biểu diễn như thế này. Và cái phần ngoài ở còn lại này, ở phía ngoài đây chúng ta không lấy, nghĩa là chúng ta bỏ đi, mà nghĩa là ở đây chúng ta ngầm hiểu là cái x nó chỉ nằm trong giới hạn từ A tới B. Nhưng mà A này không lấy và B này không lấy, tại vì ở đây không có dấu bằng. Nó chỉ lại ngược lại ở cái phần này. Đây, thầy nói ở đây là nói ở đây nó dễ hiểu hơn nhá. Như vậy thì ở đây cái ngọt vuông, ở đây ngọt vuông các em thấy nè. Ngọt vuông nghĩa là thể hiện ở đây dấu bằng và đây dấu bằng. Thì ở đây chúng ta cũng biểu diễn như vậy. Nhưng nó chỉ khác nhau ở chỗ nào? Chỗ x. Cái x này nó nằm trong cái khoảng này. Nhưng mà ở A này này, ở A này chúng ta sẽ lấy, nghĩa là cái giá trị x bằng A và cái giá trị x bằng B chúng ta đều lấy. Còn ở trên đây giá trị x bằng A và x bằng B chúng ta không được lấy. Chúng ta không được phép lấy tại vì nó không bằng.
Em hiểu bây giờ ngọc vuông và ngọc tròn như thế nào chưa? Tại vì sau những cái bài này thầy sẽ không có thời gian để quay lại giảng những cái kiểu này nữa, mà chúng ta cứ thế mà phát triển lên. Em rõ chưa nào? Đó, tiếp tục. Từ A cho tới vô cực. Em hiểu như thế này này. Đây này. Thầy cái này chúng ta không ghi mà thầy giảng ở ngoài nháp nha. Ví dụ giả sử như đây là không thì vô cực, vô ở dương vô cực thì nó nằm ở phía bên bên tay phải ở đây, còn âm vô cực là nó nằm ở phía tay trái đây. Ví dụ một cái điểm A bất kỳ nào đó, ví dụ như là một đi, ví dụ như thầy nói là biểu diễn x lớn hơn một đây, thì bây giờ x lớn hơn một thì chắc chắn một ở đây và ngọc vuông ở đây, em hiểu nào? Thì cái phần này sẽ bỏ, nghĩa là sẽ bắt đầu, nếu mà nói mà số nguyên á thì sẽ bắt đầu lấy từ số 2 trở đi, gọi là tới dương vô cực. Em hiểu là số 1 này không được lấy, tại vì nếu như ở đây bằng 1 thì ở đây cái trục số của chúng ta phải là 1 và phải là ngọc vuông như này. Đó. Và đây là dương vô cực, ở đây âm vô cực. Em hiểu không? Đó. Nói chung thì thầy mà đã ra tay gì thì thầy nói thầy chỉ rất là nhiệt tình, thực sự là như vậy. Thầy biết cái gì thầy chỉ đấy, còn trong cái phạm vi kiến thức của thầy, thầy giảng để các em hiểu nắm những bài để chúng ta làm bài tập. Chứ bây giờ mà ập vào một cái đi làm bài tập liền thì chúng ta cũng đâu có hiểu, có đúng không nào? Mà nhớ trong quá trình học thì có quảng cáo thì click quảng cáo ủng hộ thầy nhé, và chia sẻ bài giảng của thầy để cho học sinh trên cả nước được tiếp tiếp cận, và nói chung là hoàn toàn miễn phí, cho thầy ở đây không có buôn bán gì cả. Được chưa? Ok, cảm ơn các em nha. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta đã hiểu chỗ đây chưa nào? Ngay chỗ đây nghĩa là dương vô cực này, chúng ta ngầm hiểu như vậy, chúng ta không không cần phải ghi cũng được đó. Còn ở đây âm này, nhìn này, âm vô cực cho tới b, nghĩa là ở phía bên đây là âm vô cực này cho tới b, thì cái phần này không lấy thì bỏ đi, nghĩa là phần nào không lấy chúng ta sẽ bỏ đi, được chưa? Phần này nãy thầy giảng rồi. Tiếp tục tới cái này thì khi chúng ta hiểu ở đây thì chúng ta hiểu hiểu hai cái này luôn, phải không? Nghĩa là ở đây là thầy nói là ở đây ngọc vuông này, tròn này, thì đây nghĩa là khi có ngọc vuông thì có dấu bằng này, b này, vậy thôi, nó y xì trên đây thôi, chẳng khác gì cả. Rồi cái chỗ đây thì thực chất thì nó không giống như ở trên đây. Ở đây thì ngọc vuông thì nó sẽ là gì? Ngọc vuông ở đây sẽ xẹt ở đây, không, ngọc tròn ở đây, đây ngọc vuông nghĩa là thể hiện ít nhỏ hơn b, không? Ok. Được chưa? Rồi tí nữa vào bài tập thì nó rất là dễ các em. Ký hiệu đọc thì người ta đã ghi sẵn cho các em rồi nhá. Ok nha các em. Rồi phần đấy chắc có lẽ bây giờ đưa ra nghiệm này nọ thì các em đã biểu diễn được rồi, đúng không nào? Rồi chúng ta sang phương trang 18 nha. Như vậy thì ở đây ta có thể viết R. R là bằng từ âm vô cực cho tới dương vô cực, và gọi là cái khoảng đó nè, cái khoảng âm vô cực là dương vô cực với mọi số thực x, ta cũng có thể viết như này đó, nó luôn luôn lớn hơn âm vô cực và luôn luôn nhỏ hơn dương vô cực, chắc chắn là như vậy, có đúng như này. Sau đó chúng ta sẽ cái phần bài tập 1, 2, 3 thì vào ngày mai thầy sẽ up cho các em sau, được không nào? Nghĩa là quan điểm của thầy là cứ một bài là thầy sẽ giảng một clip lý thuyết và một clip gì bài tập để cho chúng ta dễ hiểu, được chưa? Bạn có thể bạn có biết thì ở đây chúng ta nên đọc ở cái phần này, đây Canto này, em Canto nhà bài học người Đức gốc Do Thái, ông này cũng rất là giỏi, chúng ta đọc là chúng ta sẽ biết, được không nào? Nói tóm lại tới thời điểm này thì chúng ta cũng đã hiểu về cái cách trình bày rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ, nếu mà bạn nào không hiểu thì chúng ta xem lại một lần nữa trong clip tiếp theo, và ngày mai thầy sẽ up cho các em ở cái tiết bài tập của bài số 4 các em nhé. Ok, xin chào, gặp lại các em trong clip vào ngày mai các em nhé. Rồi xin chào tất cả em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái phần lý thuyết của cái bài số 4, các tập hợp số, đúng không? Thì trong clip này thầy đã hướng dẫn cho các em các tập hợp số mà các em được học, cũng như cách biểu diễn các cái khoảng của tập số thực R, không nào? Và chúng ta đã biết được các cái ký hiệu, ví dụ như là âm vô cực hay là dương vô cực, đúng chưa?
À, thì clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái phần bài tập xác định các tập hợp sâu và biểu diễn chúng trên trục số. Như vậy thì ở đây chúng ta có bài 1, bài 2, bài 3. Thì bây giờ thầy sẽ làm cho các em xem nhé. Ta đi sang bài số 1. Cái đề bài nó có hai ý em. Ý thứ nhất là xác định các tập hợp sâu, nghĩa là chúng ta phải tìm ra một tập hợp nào đó, sau đó các em sẽ biểu diễn chúng trên trục số. Biểu diễn chúng trên trục số thì ở cái phần 2 trong clip trước thầy đã hướng dẫn rất là kỹ rồi đúng chưa? Như vậy ở đây chúng ta có A này, ngọt vuông này, ngọt vuông là thể hiện cái dấu, trong đó nghĩa là có dấu băng này các em này, âm 3, 1, không? Cái ký hiệu này đọc là gì các em? Đây là giao hay hợp? Đây chính là hợp. Hợp của hai tập hợp, đó nè, hợp của hai tập hợp đó, được chưa nào? Như vậy thì các em còn nhớ cái tập hợp A mà hợp với tập hợp B thì nó ra được tập hợp C, thì cái tập hợp C này nó có đặc điểm là gì các em? Bạn nào còn nhớ nè, tập hợp C này chúng ta lấy những cái phân nào, nghĩa là cái x nó hoặc thuộc A hoặc là thuộc B, có đúng không? Đó nghĩa là các cái phần tử của cái tập hợp C đó nó phải gì, thuộc A hoặc là gì, thuộc B, đúng không? Như vậy thì ở đây các em thấy là âm 3 tới 1 0 rồi 4, có đúng không? Như vậy 0 với 1 đây thì nó nằm chính giữa rồi. Như vậy thì khi mà hợp hai tập hợp lại thì nó lấy cái phần tử nào các em? Có phải là lấy cái giới hạn ở đây là âm 3 với lại là 4, có đúng không nào? 4 này ấy ngọt vuông nha, chứ không phải ngọt tròn, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ dùng thước, chúng ta sẽ biểu diễn cái tập hợp này ra, được chưa? Như vậy thì ở đây các em thấy là âm 3, 1, 0, 4. Như vậy thì chúng ta biểu diễn chúng thầy ở đây là âm 3 này, rồi tới số gì các em? Số 0 đúng không nào? Số 0 này, rồi tới số gì? Số 1 này, và cuối cùng ở đây là tới số 4, có đúng không nào? Như vậy thì ở đây cái tập hợp của chúng ta sau khi tìm ra được đó chính là âm 3, 4. Thì âm 3 ở đây ngọt vuông này, ở đây ngọt vuông này, và ở đây 0 với 1 thì nó chính là ngọt gì em? Ngọt tròn này, từ 0 với 1, có đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bỏ ở phần này, nghĩa là cái phần bên ngoài này chúng ta sẽ không lấy. Đó, được chưa? Ta hiểu nè. Ta đi sang câu B nhé. Tương tự như vậy thì ở đây chúng ta có tập hợp 0 này, 2, nó sẽ hợp với là gì? Âm 1 với 1. Như vậy ở đây các em thấy cái giới hạn này, nghĩa là ở phần hợp này chúng ta lấy ở cái giới hạn ở hai đầu. Như vậy thì ở đây chắc chắn sẽ là gì? Âm 1 với gì? Với 2. Nếu mà hợp ra thì nó ra được cái giới hạn ở hai đầu, đó chính là về hướng bên trái thì ta sẽ lấy là âm 1, còn về phía bên phải là cái giới hạn gần với dương vô cực, đó chính là 2. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Chúng ta lấy âm 1 ở đây. Thấy nè, âm 1 đây, bên đây là ngọt vuông thì chúng ta lấy ngọt vuông này, ngọt vuông ở 2 đây cũng là ngọt vuông luôn. Rồi chúng ta sẽ dùng thước chúng ta biểu diễn, được chưa? Dễ hiểu không em? Cũng khá là đơn giản đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta có là 0 này, 1 này, 2 này, âm 1 này, đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Âm 1 thầy sẽ điền ở đây, 2 điền ở đây, 0, 0 đây ngọt tròn, 1 đây ngọt tròn luôn. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bỏ ở đây, bỏ ở đây. Đó, ok. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái câu C. Ta đã hiểu chưa? Câu C nha. Âm 2, 15, phải không? Chúng ta hợp với là gì?
3 với dương vô cực bằng này. Như vậy thì bạn nào hãy cho thầy biết cái giới hạn ở phía âm vô cực là bao nhiêu. Cái giới hạn ở phía âm vô cực đó chính là gì? Ở đây các em xác định này, đây âm này, dương này, dương này, dương này, mà dương nên là dương vô cực là lớn nhất này. Còn ở đây chỉ có một cái âm thôi, như vậy chắc chắn cái giới hạn ở phía bên trái hướng tới âm vô cực là chúng ta sẽ lấy âm 2 này. Các em hiểu nào? Còn đối với ba số dương này, ba cái anh dương này thì chắc chắn phải lấy cái anh lớn nhất, đó chính là dương vô cực ở đây. Tại vì đây là dương 15, đây dương 3 thì chúng ta không nên lấy ở đây 15,3 để làm cái khoảng đúng không? Như vậy thì ở đây là ngọt tròn này các em này. Như vậy thì ở đây là âm 2 này, ở đây cũng ngọt tròn, như vậy thì dương vô cực. Đó. Các em đã hiểu chưa? Bây giờ hiểu cách làm của cái dạng này chưa nào? Có thể ban đầu câu A các em khó hình dung một chút đúng không? Nhưng chúng ta làm tới câu C như này thì chắc có lẽ các em đã làm được câu D rồi, tự em làm được rồi đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ biểu diễn là gì các em? Âm 2 này. Ha. Rồi gì nữa các em? Số mấy nữa nè? Tới số 3. Âm 2 thì cho đây là 0 ha. Đây số 3 đây. Ở đây là 15. Ví dụ thế ha. Chứ nếu mà kỹ ra nữa thì hết giấy của thầy. Nghe thầy biểu diễn một cách tượng trưng thôi nha. Như vậy thì ở đây âm 2 chúng ta ngoặc như thế này. Cứ được nào. Còn ở đây 15 với 3 thì ở đây ngọt tròn thì ở đây. Em thấy chưa? Đó. Còn 15 ở đây. Giới hạn 15 ở đây. Tròn ở đây. Và phần này chúng ta sẽ bỏ đây. Được chưa? Đó. Ở đây không có số 0, chúng ta bỏ số 0 ở đây luôn đi. Bỏ lên nha. Rồi. Lấy cũng được mà nghĩa là sợ các em bị rối. Sợ các em bị rối nha. Rồi, chúng ta đi sang câu D. Là câu D. Coi thử nè. Âm 1 4/3. Âm 1 4/3 hợp với lại là gì đây? Âm 1 với 2. Tới thời điểm bây giờ chúng ta đã biết là làm cho các em. Ngọt vuông. Âm 1 với lại 2, 2 đây ngọt tròn đúng không? Đây. Rồi. Như vậy thì ở đây các em thấy đều có âm 1, người số âm nó hướng về cái âm vô cực thì chắc chắn ở đây mà một anh ấy là ngọt tròn, một anh thì ngọt vuông, thì như vậy thì theo em thì nên lấy ngọt nào? Chúng ta nên lấy ngọt tròn nha, tại vì nghĩa là ở chỗ đó chúng ta không lấy nữa. Như vậy thì ở đây là âm 1 4/3 với lại 2. Như vậy thì ở đây 4/3 khi chúng ta chia ra thì được 1,333 mấy phải không? Còn 2 như vậy thì 2 này lớn hơn 4/3, chứng tỏ này là 2, mà đây cũng là ngọt, còn gì? Ngọt tròn luôn. Chúng ta sẽ tiến hành biểu diễn nha. Rồi. Chúng ta tiến hành biểu diễn ở đây. Như vậy thì ở đây các em thấy là gì? Âm 1 bây giờ cho 0 ở giữa đây đi. Đây cứ thôi lấy 0 mà sợ các em sợ rối, nhưng mà cứ để 0 cho dễ canh ha. Âm 1 thì đây. Không? 2 ở đây, 1 2 ở đây. 4/3. 4/3 nghĩa là bằng 1,33 thì nó cứ một ô như vậy thì nó chia làm 3 đơn vị. 3 phần, 3 phần ha, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 ở đây các em. 4/3 ở đây. Như vậy thì ở đây chúng ta có âm 1 tới 2. Âm 1 cho tới 2. Ở đây chắc chắn ở phần này là bỏ rồi này. Có đúng không? Như vậy thì không. Ở đây là cái âm 1 với 4/3. Như vậy thì 4/3 ở đây là ngọt tròn. Là đây. Đó. Phần này không bỏ, vẫn lấy nha. Đó. Được chưa? Còn câu E này mấy em nhé. Chúng ta nhìn giùm thầy ở câu A này. Còn câu E thì thầy sẽ làm cho hết giấy luôn em. Đây.
Đó, BCD này các em. Bây giờ thầy sẽ làm câu Y cho các em xem nhé. Các em muốn ghi chép gì đó thì chúng ta bấm dừng lại nha. Chúng ta ghi chép vào trong vở nhé. Rồi, bây giờ chúng ta có câu Y các em. Một Y. Ở đây là âm vô cực rồi tới 1 hợp với cái tập hợp đó chính là âm 2 cộng dương vô cực. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây á, ở đây chúng ta có là gì? Cái âm lớn nhất chắc chắn phải là lấy gì? Âm vô cực. Và dương lớn nhất thì phải lấy dương vô cực. Như vậy thì hợp lại thì chắc chắn nó sẽ ra được là âm vô cực cho tới dương vô cực. Có được chưa? Chúng ta sẽ tiến hành biểu diễn cái tập hợp này. Như vậy thì ở đây âm vô cực ở đây, âm vô cực ở đây và dương vô cực ở đây, kiện nghĩa là cả cái trục số này đều lấy hết này các em, không có bỏ cái nào hết. Đây này, giả sử đây là âm vô cực đi thì chúng ta ngoặc như này, dương vô cực ngoặc này thì cả cái trục số này đều lấy hết. Tiếp tục chúng ta biểu diễn ở đây cho là không đi, ở đây là 1 thì chúng ta biểu diễn ở đây âm 2, âm 1, âm 2 ở đây ha. Như vậy thì 1 thì ở đây thì đúng nghe, âm 1 thầy nói 2 âm vô cực cho tới 1 đúng rồi, âm 2 cho tới dương vô cực ở đây. Đó, được chưa nào? Rồi, chúng ta biểu diễn như thế nhé. Rồi, được chưa? Chúng ta sẽ đi sang bài số 2 nhé. Ta nhìn một xíu nè. Các em thấy một bài giải gần 13 phút. Và đấy là thầy giải đấy. Để các em thì còn lâu nữa, nên thầy phải làm clip riêng ha. Ta đi sang bài số 2 nhé. Rồi, chúng ta có bài số 2 các em. Ký hiệu này là ký hiệu đọc là gì các em? Là hợp hay giao? Ở trên là hợp, là dưới này là giao nhé. Nhưng mà nó có 2A này. Âm 12 với 3. À cái này ngọt. Ngọt vuông. Nó giao. Giao với cái tập hợp âm 1 4. Thì ở cái phần giao của hai tập hợp các em còn nhớ cái cách lấy nè. Nó gọi là lấy cái phần chung các em. Phần chung của hai tập hợp đó, ví dụ tập hợp A giao với tập hợp B bằng tập hợp C, thì các phần tử của tập hợp C thì nó vừa thuộc A và nó vừa thuộc B. Các em hiểu thế nào? Đó gọi là lấy cái phần chung. Như vậy thì ở đây cái giới hạn, các em nhìn cái giới hạn này, cái phần này nó làm ngược lại cái bài số 1 các em. Cái giới hạn của cái dương, cái âm vô cực đó chính là âm 12, còn của dương á là 4, là 4. Như vậy thì khi mà chúng ta giao lại, giao lại thì lấy cái phần chung, thì chỉ có cái phần âm 1 với 3 này thì mới là cái phần chung của gì? Tại vì khi đó âm 1 thì nó cũng thuộc cái tập hợp này, mà 3 thì nó cũng thuộc tập hợp này, chỉ có âm 1 và 3 thì nó mới thỏa mãn, nghĩa là cái phần chung của hai cái tập hợp này. Đó nè. Như vậy thì ở đây âm 1 thì nó là ô vuông. Đó nè. Ok. Là âm 1 ở đây sẽ là gì? Là 3. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái tập trên tập hợp này trên trục số nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta có là âm 1, ở đây không đi ha. Thì ở đây là âm 1 ở đây. 3 ở đây. Ở đây 4. Đây cho cuối này là 12 đây. Âm 12 ha. Như vậy thì ở đây chúng ta chỉ lấy được là trong khoảng âm 1 tới âm 3. Đây là âm 1 tới 3. Còn cái chỗ mà 4 với lại là âm 12 thì chúng ta không lấy. Nghĩa là chúng ta chỉ lấy cái phần chung thôi mà. Giao thì chỉ lấy phần chung thôi, còn cái phần hợp thì chúng ta lấy hết, nó thuộc anh này hoặc thuộc anh kia thì đều lấy ha. Như vậy thì ở đây chúng ta bỏ này. Đó, được chưa nào?
nó ngược lại với cái bài số 1. Ta có câu B. Tập hợp ở đây là 4 7 giao với lại là âm 7 âm 4. Như vậy thì ở đây là chúng ta thấy á, chúng ta không được tính là dương vô cực, dương với âm, tại vì cái tập hợp này á, nó là hai cái số dương mà giao ở đây là hai cái anh âm, thì nó có phần gì chung hay không em? À, nó chẳng có gì chung nữa, thì giao hai này thì bằng cái tập hợp rỗng, nó tập hợp rỗng thì chúng ta không lấy được cái gì cả. Các em hiểu nào? Đó, như vậy thì bây giờ chúng ta có thể vỉ cái trục số ra, trục số ra đây. À, ví dụ đây không đây, ở đây ví dụ 4 đây, anh đi 7 này, 4 với 7 thì như này á, thì người ta lấy đây, thì cái đây đâu có lấy được, không em ha. Còn ở đây âm 4, cái đây âm 7 đây, thì chúng ta cũng có cái này, có đúng không em? À, thì cái phần này sau khi lấy xong người ta bỏ ở đây, thì cũng không lấy ở đây luôn, đó. Như vậy thì nó là rỗng, được chưa? Ta có câu C nha. Tiếp tục, ở đây là tập hợp 2 với 3 giao với ở đây là có dấu bằng này, 3 với 5. Đó là, nếu như mà nhìn vào nhanh á, thì các em sẽ nói là có số 3 đây. Có số 3 đây là chung, nhưng ở đây á nó không lấy số 3 này. Các em thấy không? Ngay chỗ đây nếu mà có dấu bằng á thì chung ở đây là nó sẽ ra được cái giao đây là 3, nhưng ở đây là nó không lấy 3 mà ở đây lấy bằng 3 thì chúng ta không lấy luôn. Như vậy thì ở đây nó không có cái phần nào chung nên là nó là tập hợp rỗng. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta cũng sẽ biểu diễn cái tập hợp này. Chúng ta lưu ý số 0 này, số dương hết này, 2 này, 3 này, 5 này. Như vậy thì cái tập hợp đầu tiên là 2, 3 là như thế này, thì chúng ta bỏ ở đây. Các em hiểu không nào? Còn cái tập hợp mà 3, 5 thì đây. Ba năm thì chúng ta lại bỏ ở đây. 2, 3 này chúng ta chưa bỏ bên đây, thầy nhầm rồi. Như vậy thì chúng ta đã gạch gọi là hết rồi đấy, gọi là rỗng, không có gì chung cả. Ha. Rồi tiếp tục câu D. Âm vô cực ở đây 2 ta giao với lại là âm 2 cho tới cộng vô cực. Đó nè, như vậy thì ở cái trường hợp này các em để ý này, âm dương rồi âm thì dương, đây âm dương, âm dương. Như vậy thì ở đây các em sẽ lấy cái được cái đoạn nào? Nếu mà xét cái âm á thì ở đây chúng ta sẽ lấy được âm 2 thì nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ thuộc ở cái khoảng này, có đúng nha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy được âm 2 với lại số gì, số 2 đúng không nè. Đó, được chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta sẽ kỹ ra. Ta sẽ kỹ ra. Như vậy ở đây em đã có là âm 2 với lại là 2. Ở đây chúng ta có là gì? Âm 2 thì chúng ta đây, các em thấy nè, âm 2 thì dương vô cực thì phần này chúng ta bỏ này, đó, đúng không? Đấy, âm 2 thì dương vô cực này, tiếp tục 2 tới âm vô cực này. Như vậy phần này chúng ta cũng bỏ. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy được cái tập hợp này trong cái khoảng đó. Rồi, đó chính là cái bài 2. Ok chưa? Đó.
Rồi, nằm trong màn hình luôn, các em theo dõi rất là dễ đúng không? Chúng ta đi sang bài số 3 nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài số 3 nhé. Cùng cái câu hỏi đó nha các em nha. Hồi nãy chúng ta làm là hợp rồi giao rồi đúng không? Bây giờ tới cái gì đây? Cái dấu này là biểu thị là dấu gì? À, dấu hiệu. Hiệu đúng không nào? Hiệu. À, các em còn nhớ nè, hiệu của ví dụ như tập hợp A hiệu của tập hợp B bằng tập hợp C, nghĩa là tất cả cái phần tử của cái tập hợp C đấy nó chỉ thuộc A nhưng không thuộc B. Nó chỉ thuộc A nhưng không thuộc B, nghĩa là ví dụ như đây là tập hợp A đi. Nha, thầy viết này, thầy viết thầy giảng em hiểu này. Hiệu này. Cái bút sao này. Nè, ví dụ đây là tập hợp A đây, đây là tập hợp B để ra được tập hợp C. Thì để mà tính được hiệu của tập hợp A với tập hợp B mà ra tập hợp C thì các phần tử của C á, thì nó thuộc A nhưng không thuộc B. Thuộc A nhưng không thuộc B, như vậy thì nó chỉ thuộc anh đây thôi. Các em hiểu nè, mà thuộc anh đây là cái khoảng của chúng ta lấy là từ âm 2 cho tới 3. Thấy không? Như vậy thì âm 2 cho tới 3 thì ở đây chúng ta mà ở đây là hiệu với 1 với 5 thì chúng ta chắc chắn là sẽ là gì? Chúng ta chỉ lấy được cái nào? Chỉ thuộc A thôi, chỉ thuộc A chứ không thuộc B. Là chỉ lấy được là âm 2 cho tới 1. Các em hiểu không nào? Đó. Như vậy thì ở đây hiệu hai tập hợp này thì sẽ bằng gì? 2 ngọt tròn ha. Âm 2 ở đây. Với lại là gì các em? Với lại là cái số 1 ở đây. Như vậy thì cái số 1 này có được lấy không em? À được lấy. Được lấy nghĩa là nó thể hiện dấu gì? Dấu bằng. Dấu bằng như vậy thì nó là ngọt. Ngọt vuông nha. Các em sẽ thắc mắc, à thầy ơi đây ngọt tròn mà. Nhưng mà ở đây số 1 được lấy các em nhé. Được lấy. Như vậy thì khi nào mà nó không được lấy thì nó mới là gì? Nó mới là ngọt. Ngọt vụt, ngọt tròn. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ kỹ ra. Ở đây là âm 2 này. Tới số mấy? Số 1. Tới số 3. Tới số 5. Thôi nào. Như vậy thì ở đây chúng ta có là âm 2. Âm 2. Nhìn nữa các em. Âm 2, 3. Thôi nào. Đó. Rồi 1 với lại 5. Đúng không nào? 1 với lại 5. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? 1 ở đây, 5 ở đây. Chúng ta chỉ lấy trong cái khoảng này thôi. Như vậy tất cả cái phần này chúng ta bỏ. Ở phía bên này chúng ta cũng sẽ bỏ. Được chưa? Chúng ta có câu B. Câu B chúng ta là âm 2, 3. Hiệu của gì? 1, 5. Đó. Các em thấy nhìn thoạt qua thì sẽ giống, nhưng mà nó khác ở chỗ ngọt tròn ở đây. Thì đây ngọt vuông. Thì ở đây cũng vậy thôi em. Thì nếu như ở đây ngọt tròn á, thì chúng ta lấy ở cái phần số 1. Nhưng ngọt vuông ở đây đã bằng 1 thì chúng ta không lấy. Từ thế nào? Chúng ta trừ ra rồi. Chúng ta trừ cái số 1 ra rồi, nghĩa là chúng ta không lấy nữa. Như vậy thì ở đây là nó còn là âm 2 với lại là gì? 1 ngọt tròn em nhé. Nhưng mà chúng ta biểu diễn một cách tương tự, nhưng mà ở đây là ngọt tròn này. Như vậy thì đây chúng ta cũng có là âm 2, 1, 3, ở đây 5. Thôi nào. Như vậy thì ở đây chúng ta có là âm 2 này, 1 này, 3, 3 với 5. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy ở trong cái khoảng này thôi. Phần này chúng ta bỏ đi. Được chưa? Ta có câu C.
tập số thực, tập số thực mà trừ đi cho hai nhân vô cùng thì theo em chúng ta sẽ lấy như sao nào? Trừ cái anh này ra, trừ anh này ra thì chúng ta sẽ lấy ở cái phần còn lại. Cái nghĩa là từ số 2 đây, cái tờ giấy này, đây này, ví dụ giả sử số 2 đây, hai nhân vô cùng thì chúng ta trừ cái phần này ra thì chắc chắn ta sẽ lấy ở phần này này, phần này. Các em hiểu không? Em hiểu nào? Như vậy thì nó chúng ta sẽ lấy là âm vô cực cho tới số mấy, cho tới số 2, và số 2 này đã lấy luôn nha, được chưa? Đó, trừ mà em hiểu, hiểu là việc trừ ha. Đó, như vậy thì ở đây chúng ta có cái số 2 ở đây, thì ở đây chúng ta sẽ lấy từ phần này trở ra thôi, còn phần này chúng ta bỏ đi, chúng ta bỏ từ 2 tới dương vô cực mà em ha, không lấy. Tương tự như vậy câu D, ta có R mà trừ đi cho âm 3, thầy nói âm vô cực, âm vô cực ở tới 3. Thì theo em ví dụ số 3 đây, trừ ở như vậy thì nó sẽ trừ ở phía bên tay trái đây, thì lấy bên tay phải. Như vậy phần đây nó trừ luôn thì nó sẽ lấy cái số 3 tới dương vô cực, thì số 3 đây không được lấy nha. Bây giờ đã hiểu chưa nào? Tới thời điểm chắc rất là hiểu rồi đúng không? Như vậy chúng ta sẽ lấy ở số 3 cho tới dương vô cực. Đó, như vậy chúng ta chỉ lấy đây, và ở phần này chúng ta bỏ. Đó, A, B, C, D. Em thấy gần 3 bài mà gần 30 phút. Rồi, từ đây thì chắc có lẽ chúng ta đã hiểu cái cách làm của các cái bài này, và chúng ta cũng đã biết cách biểu diễn trên tập hợp đúng không nào. Từ đây thầy xin tạm dừng. Nếu các em thấy hay, dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo nhé, chia sẻ các bạn, và đồng thời đăng ký vào kênh của thầy, like, subscribe, comment, để thầy biết là các em có hiểu hay không hiểu nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong cái bài số 5 các em nhé.